Mỹ chuẩn bị phóng vệ tinh để theo dõi vũ khí siêu âm của Trung cộng và Nga. Theo nguồn tin từ Sao China Morning Post vào ngày thứ năm 21 tháng 5 2020, mục tiêu của ngũ giác đài là có 150 đầu dò được kết hợp với nhau hoạt động để có thể theo dõi vũ khí siêu âm trên quỹ đạo của trái đất vào năm 2024, nhằm giúp ngũ giác đài kiểm soát tài sản trong không gian và theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung cộng và Nga. Mạng lưới vệ tinh này được nói là sẽ giúp cho Hoa Kỳ đánh chặn vũ khí siêu âm do Trung Cộng và Nga phóng lên, một chuyên gia phòng thủ không gian cho biết. Theo một dự thảo đề xuất từ tuần trước của cơ quan phát triển không gian, họ đang tìm kiếm một nhà thầu thiết kế và chế tạo 8 vệ tinh có thiết bị phát hiện hồng ngoại tuyến để theo dõi vũ khí siêu âm, ấn phẩm kỹ nghệ quân sự trực tuyến của Mỹ. C4ISRnet đưa tin các vệ tinh này sẽ là một phần của nhóm 20 vệ tinh ban đầu của cơ quan, sẵn sàng hoạt động vào năm 2022, bước đi đầu tiên hướng tới mục tiêu có hàng trăm vệ tinh liên kết với nhau hoạt động trên quỹ đạo thấp của trái đất. Kế hoạch sẽ thêm các vệ tinh tiên tiến hơn trong hai năm tới. Thông tin này xuất hiện sau khi cơ quan phòng thủ hỏa tiễn Mỹ đưa ra dự thảo yêu cầu đề nghị vào tháng 2, cho biết là họ đang tìm kiếm thiết kế và chế tạo hỏa tiễn đánh chặn để chống lại các mối đe dọa từ vũ khí siêu âm. Ông Hi Khi Son, chuyên gia phòng thủ không gian tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải cho biết, kế hoạch vệ tinh sẽ giúp cho quân đội Hoa Kỳ giám sát vũ khí được phát triển bởi hai đối thủ Trung Cộng và Nga. Mạng lưới 150 vệ tinh này là một phần trong kế hoạch của Hoa Kỳ, phóng hơn 42.000 vệ tinh ra ngoài vũ trụ, để giám sát mọi thứ, bao gồm vũ khí siêu âm, hỏa tiễn chống vệ tinh và các kỹ nghệ tiên tiến khác thuộc sở hữu của Trung Cộng và Nga, ông Kishon nói. Và với sự trợ giúp của mạng lưới truy tìm vệ tinh của cơ quan phát triển không gian, trong không gian, cơ quan phòng thủ hỏa tiễn Mỹ sẽ có khả năng đánh chặn và hạ gục tất cả các loại vũ khí trên không do Trung Cộng và Nga phóng lên. Chuyên gia Kishon nói với The South China Morning Post. SpaceX là nhà thầu sản xuất không gian vũ trụ tư nhân và công ty vận tải vũ trụ của Hoa Kỳ có kế hoạch phóng hơn 42.000 vệ tinh lên quỹ đạo để tạo ra một dịch vụ Internet không dây có tên là Starlink. Kế hoạch đó được đệ trình với cơ quan Viễn Đông vào tháng Giêng 2020. Con số đó là gấp 3 lần số lượng vệ tinh mà cả thế giới đưa vào quỹ đạo cho đến nay. Ông Ki nói, cơ quan phát triển không gian có thể hợp tác với SpaceX. Có thể chương trình vệ tinh của họ sẽ là một phần kế hoạch của SpaceX Điều này cũng có thể giúp cơ quan phòng thủ hỏa tiễn có kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ siêu âm, giai đoạn hệ thống vũ khí đánh chặn. Ông Khi nói, Ông nói thêm rằng mạng lưới vệ tinh của cơ quan phát triển không gian có thể là một phần trong chiến lược phòng thủ hỏa tiễn của Tổng thống Donald Trump được công bố vào năm 2019, một kế hoạch sâu rộng làm nhớ lại chương trình Star Wars vào những năm 1980. Trong khi chương trình đó chính thức được gọi là sáng kiến phòng thủ chiến lược, không bao giờ được phát triển. Nó đã phủ bóng đen lên các tính toán chính trị và kinh tế của Moscow và được cho là đóng góp vào sự tan vỡ năm 1991 của Liên Xô. Là một phần trong mục tiêu của Tổng thống Donald Trump để Hoa Kỳ giành lại và duy trì sự thống trị trong không gian, lực lượng vũ trụ Hoa Kỳ, một chi nhánh mới của dịch vụ vũ trang của Mỹ đã được thành lập vào tháng 12 năm 2019. Cơ quan phát triển không gian được thành lập vào tháng 3 năm 2019 nhằm đáp lại những chỉ trích quân đội Mỹ không theo kịp sự đổi mới đang diễn ra trong ngành vũ trụ. Cơ quan này đã được trao quyền các băng khánh thành và phát triển kỹ nghệ vũ trụ và nó sẽ trở thành một phần của lực lượng không gian vào tháng 10 năm 2022. Ngũ giác đài sẽ mang theo nhiều vệ tinh được phát triển bởi công ty dân sự để tăng cường kiểm soát tài sản vũ trụ dự thảo về một hệ thống hành pháp đã được phát hành vào ngày 6 tháng 5 2020, ông Ki nói. Ông đã đề cập đến đề nghị của chính quyền Trump về việc khai thác trên mặt trăng theo một thỏa thuận quốc tế mới do Mỹ tài trợ có tên là Hiệp định Artemis, theo Reuters. Theo báo cáo cho rằng cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, một đối tác quan trọng với NASA trên trạm vũ trụ quốc tế sẽ không phải là đối tác sớm trong các hiệp định vì ngũ giác đài coi moscow là kẻ thù khi thực hiện các cuộc diễn tập vệ tinh đe dọa đối với các vệ tinh gián điệp của mỹ ở quỹ đạo trái đất